Chào mừng các bạn tới video hướng dẫn thay thế màn hình TV tràn viền Smart TV Casper Series 50 UHA610. Công cụ dụng cụ 1. Tay nâng màn hình 2. Dụng cụ đại viền 3. Phim X quang 4. Keo tràn viền 5. Băng dính 6. Máy giấy 7. Tô vít dao chiều 8. Giá đỡ TV. Việc thay màn hình TV tràn viền sẽ bao gồm 5 bước như trên màn hình. Bước 1. Tháo nẹp dưới và cắt keo tràn viền. Tháo các tóc vít nắp lưng trên, nắp dưới của TV, dây kết nối mạch chính với nắp dưới. Tháo các kết nối với thanh tắp. Lật màn hình theo hướng nằm ngửa và tháo nẹp dưới của TV. Dùng phim X quang để cắt keo cố định thanh tắp. Và dùng băng dính dán cố định thanh tắp lên mặt màn hình. Đưa phim vào cạnh dưới màn hình khoảng 2cm để cắt keo không bị sức tấm phản quang. Khi cắt cần cắt ở giữa của lớp keo lần lượt từ dưới lên trên. Cắt keo cần thật chậm, cẩn thận các góc cạnh vì rất dễ vỡ, hư hỏng màn hình. Lưu ý, cắt keo lần lượt ba cạnh viền của màn hình, nếu cắt keo bị dính chặt thì cần cắt từ dưới lên. Bước 2, nâng, nhấc màn hình khỏi khung TV, bóc keo tràn viền cũ và dán keo tràn viền mới. Dùng dụng cụ tay nâng màn hình đặt vào giữa màn hình, ấn lực cho núm hút lún xuống 1/2 rồi nâng nhấc màn hình lên. Dùng dao chổi nạy bóc keo còn lại trên khung, sau đó vệ sinh lau sạch bụi bẩn trên khung và tấm phản quang. Dùng máy sấy thổi sạch bụi trên tấm phản quang. Dán keo tràn viền mới kín ba cạnh giữa khung viền. Bước 3, thay màn hình mới. Dán cố định thanh tắp lên mặt màn hình, đặt tay nâng màn hình vào giữa màn hình, ấn lực núm hút lún xuống 1/2 rồi dựng thẳng màn hình. Tiến hành bóc ni lông mặt dưới màn hình theo đường chéo, bóc thật chậm. Đặt màn hình vào khung từ trên xuống dưới cho vừa vào khung. Lưu ý, thao tác thật chậm, cẩn thận, đặt màn hình theo thứ tự từ góc trên xuống dưới. Bước 4, bóc mặt trên của keo tràn viền và lắp lại nẹp viền dưới. Bóc lần lượt ni lông của keo tràn viền. Bóc ni lông bảo vệ mặt trên màn hình, gấp ngược lại một góc nhỏ. Sau đó tháo băng dính cố định thanh tắp với mặt màn hình và lắp lại nẹp viền dưới. Bước 5, hoàn thành các bước thay màn hình. Lắp lại nẹp viền và khóa ốc vít. Lắp lại các với thanh tắp. Lắp lại nắp dưới TV và kết nối dây với mạch chính. Lắp lại nắp lưng. Lưu ý, có thể dùng kẹp nhựa hoặc băng dính trắng để cố định màn hình TV trong thời gian 30 phút. Đừng quên bóc nốt lớp ni lông bảo vệ mặt màn hình TV trước khi hoàn thành. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành việc thay thế tấm màn hình cho sản phẩm TV tràn viền 50 UHA610 của Casper. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.